Tối qua, huyện Nhân Trạch đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện, 1 tháng 9 năm 1994, 1 tháng 9 năm 2024. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo huyện Nhân Trạch qua các thời kỳ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã đề nghị huyện Nhân Trạch tập trung thực hiện hiệu quả 4 chương trình đột phá do địa phương đề ra, đồng thời cần tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, đầu tư các công trình phúc lợi, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại lễ kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển của huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Và đây cũng là một cuộc mốc đánh dấu sự phát triển của một huyện từ thuần nông trở thành một địa phương phát triển về công nghiệp trong cả nước. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo huyện Nhân Trạch cho biết, những ngày đầu thành lập huyện Nhân Trạch gặp nhiều khó khăn. Song đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nhân Trạch đã đoàn kết vượt qua thử thách để xây dựng địa phương trở thành vùng đất đầy tiềm năng. Lãnh đạo huyện Nhân Trạch cũng cho biết, dự kiến đến năm 2025, Nhân Trạch sẽ hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 3, phát triển thành đô thị công nghiệp, thành phố cảng theo đúng định hướng nghị quyết 09 của tỉnh ủy đề ra. Phát huy truyền thống đoàn kết, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nhân Trạch sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu đạt được trong 30 năm qua, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực, quyết tâm cao hơn, sớm đưa Nhân Trạch trở thành đô thị công nghiệp, thành phố cảng hiện đại, năng động, giàu đẹp theo mục tiêu nghị quyết 09 ngày 9 tháng 1 2023 của Ban Thường vụ tỉnh đã xác định. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đánh giá những thành tựu nổi bật sau 30 năm phát triển của huyện Nhân Trạch là rất đáng tự hào. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị huyện Nhân Trạch khẩn trương phối hợp với các sở ngành sớm hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch đô thị mới Nhân Trạch để đảm bảo pháp lý cho các dự án đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả 4 chương trình đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Nhân Trạch phải tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý chặt chẽ về quy hoạch, đất đai, xây dựng, làm tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tập trung hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các công trình trọng điểm. Triển khai xây dựng hệ thống đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hiện đại và mỹ quan đô thị, kết hợp xây dựng các khu dân cư với cải tạo chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu theo đúng quy hoạch, đảm bảo tính hài hòa không gian kiến trúc đô thị, đầu tư các công trình phúc lợi công cộng phục vụ cho yêu cầu thiết kiến của các khu dân cư như chợ, siêu thị, trường học, các công trình công cộng, công viên, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, chủ động phối hợp cùng với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt công tác kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý huyện Nhân Trạch trong công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự có trình độ, trách nhiệm và giải quyết kịp thời yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời tin tưởng huyện Nhân Trạch sẽ nỗ lực, phấn đấu, sớm đưa Nhân Trạch trở thành đô thị công nghiệp, thành phố cảng, hiện đại trong tương lai. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển huyện Nhân Trạch. Trước đó, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi tham quan các gian hàng trưng bày và nghe giới thiệu về các đặc sản tiềm năng tại huyện Nhân Trạch.